Vâng, chào các bác, em bên nguồnmáy.com và hôm nay bên em lại làm một cái video để giới thiệu với sản phẩm. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cái mẫu máy thông tắc đường ống bằng dây lò xo nhé. Mẫu này thì nó dùng được cả gia đình, cả công nghiệp thì ok hết vì là công suất nó lớn và nó dùng được đến tận 3 là dây lò xo. Lò xo 10, đây nó có lò xo phi 10, lò xo phi 16 và lò xo phi 22. Vâng. Đây, bác lại gần cho em chút đây. Máy này thì mã đó là GQ150 nhé. Công suất của nó là 2200W, nó rất là khỏe nên là nó đánh được rất là nhiều dây lò xo, nó đánh tối đa lên 70m để GQ150 nhé, công suất 2200W này. Máy này thì nó có theo 3 loại dây lò xo, một là nó so phi 10 đây, nó so phi 10 thì đây là cái đường lò xo của nó, thì ở trong này nó so vào được tầm 7m dây lò xo 10. Những cái đường ống nhỏ các bác làm từ đường ống 14 đến đường ống 34 thì các bác làm được nó so này, sau này được tầm 5-7 mét. Cái này chuyên thì làm những không buồn cầu, còn nếu mà các bác vào làm gia đình ấy, gia đình thông thường thì mình sẽ làm đến dùng đến dây mini 16. Đây là nó so phi 16. Mẫu này thì nó theo máy được tầm 15 mét dây 16 thì mình làm gia đình thì thoải mái rồi. Cái này thì làm từ đường ống 34 đến đường ống 150 để các bác làm gia đình. Còn nếu mà các bác mà nhà nào mà đường ống to thì mình có thể làm sang cái mẫu là so phi 22. Đây là so phi 22 thì theo máy được tầm 12 mét, thì nó đánh được từ đường ống 200 trở xuống. Thông dụng thì mình sẽ làm đường so phi 16. Các bác mà làm nghề thì mình sẽ làm đấy, các bác mua máy này rất là hợp lý vì nó phụ thuộc vào tất cả đường ống của gia đình và được theo được hai bộ dây thông, hai bộ đầu lò xo. Đây là bộ đầu lò xo của phi 16 này, và đầu lò xo của phi 22, và theo một cái độ găng tay bảo hộ này. Đây là cần gạt của nó. Bây giờ em sẽ cắm máy vào để em hoạt động thử cho bác xem. Máy rất là khỏe, công suất lớn nên nó rất là khỏe. Máy êm thì rất là khỏe. Đấy, để thử một đoạn dây là soi cho bác. Chiều đảo đảo rào được đảo vào và đảo ra. Có nhu cầu mua ấy, hoặc là tìm hiểu về cái máy thông cống này ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp vào cái số hotline em ghi vào trên màn hình ấy, hoặc là vào trực tiếp website nguồnmáy.com để được tham khảo tất cả dòng máy thông cống bên em. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi.